sau khi đặt chân đến Tổng giáo Phận Huế, vào sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, trong chuyến thăm mục vụ Tổng giáo Phận Huế. Vào buổi chiều cùng ngày, bắt đầu từ lúc 15 giờ, Đức Tổng giám mục Marek Zalepski đại diện tòa thánh tại Việt Nam, đã cùng với Đức Tổng giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, lần lượt viếng thăm nhiều dòng tu nam nữ trong giáo phận. Điểm viếng thăm đầu tiên là dòng thánh tâm Huế. Tại đây, Đông đảo quý linh mục, quý tu sĩ và các đệ tử trong hội dòng đã hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Marek Zalepski và Đức Tổng giám mục Xe với niềm vui mừng và những tiếng vỗ tay rộn rã. Sau những phút cầu nguyện tại nhà nguyện của hội dòng, Đức Tổng giám mục Xe đã giới thiệu đôi nét về Đức Tổng giám mục Marek Zalepski, những công việc ngoại giao mà ngài đã từng đảm trách trong nhiều năm qua để mọi người có dịp được biết. Tiếp đến Chafero Nguyễn Đức Huyền bề trên tổng quyền dòng Thánh Tâm Huế giới thiệu đôi nét tiểu sử và tình hình phát triển hiện tại của hội dòng. Trong lời huấn từ, trước hết, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski ngỏ lời cảm ơn về sự đón tiếp chân tình và vui tươi của hội dòng. Đồng thời, ngài cảm thấy rất vui mừng khi thấy có nhiều ơn gọi tiếp tục truyền nở phong phú trong hội dòng nói riêng và toàn thể giáo hội Việt Nam nói chung. Đức Tổng giám mục Marek Zalewski đã dành khoảng 15 phút để các linh mục tu sĩ có thể đặt các câu hỏi để Ngài giải đáp. Nhiều câu hỏi sống động liên quan đến đời tu đã được Đức Tổng giám mục trả lời và chia sẻ, giúp mọi người có cái nhìn rộng hơn về đời sống thánh hiến hiện nay, những xu hướng chạy theo trào lưu tục hóa mà người tu sĩ cần tránh, những nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức để trở nên những người môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Marek Zalepsi và Đức Tổng Giám mục Giuseppe tiếp tục viếng thăm dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế vào lúc 16 giờ. Trong phần huấn từ tại dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế, Đức Tổng Giám mục Marek Jalecki đã chia sẻ với mọi người về những tình cảm cũng như những lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco dành cho mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội Việt Nam. Và trong phần giải đáp, một số câu hỏi được nêu lên và Đức Tổng giám mục Marek Zalewski đã chia sẻ rất thân tình về các chủ đề như Đất nước Ba Lan của Ngài và Việt Nam có những nét tương đồng đặc biệt. Mẫu gương về Đức Thánh giáo Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị Người tu sĩ và những cố gắng để vượt qua khó khăn hiện nay. Kế đó, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski và Đức Tổng giám mục Du tiếp tục viếng thăm dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế vào lúc 17 giờ cùng ngày sau những lời huấn từ ý nghĩa về giá trị của người nữ tu, những cảm nhận của Ngài khi được chào đón nồng nhiệt tại Việt Nam, và cách riêng tại Tổng giáo Phận Huế, Đức Tổng giáo Mục Đại diện Đức Thánh Cha cảm nhận được một giáo hội địa phương có đời sống thánh hiến rất phong phú, và vẫn đang phát triển tốt đẹp. Điểm cuối cùng của ngày thăm viếng mục vụ của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski là chuyến viếng thăm hội dòng mến thánh giáo Huế vào lúc 18 giờ. Điểm đặc biệt tại hội dòng mến thánh giá trong dịp này, đó là năm thánh mừng kỷ niệm 300 năm thành lập hội dòng, 1719-2019. Nên tất cả cùng vào nhà nguyện của hội dòng, cùng sốt sáng đọc kinh lạy cha và kinh tin kính để lãnh nhận ơn toàn xá. Tiếp đến, tại hội trường của hội dòng, sau phần giới thiệu của Đức Tổng giám mục Du Xe, cũng như những trình bày sơ lược của nữ tu tổng phụ trách hội dòng mến thánh giá Huế, Đức tổng giám mục Marek Zalewski cũng chia sẻ với mọi người về những chủ đề liên quan đến đời tu, những lời khuyên dành cho đời sống thánh hiến cũng như giải đáp các câu hỏi mà mọi người nêu ra. Kết thúc ngày viếng thăm các dòng tu trong Tổng giáo phận Huế, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam về sự hiếu khách cũng như cảm nhận của mọi người về sự thân thiện, gần gũi của Đức tổng giám mục Marek Zalewski dành cho các hội dòng khi ngài đến viếng thăm